Nếu các bạn yêu thích và cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Trời ơi, gà này. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy. Đây nè các bạn, cái con đôi cô Pháp nó chuẩn bị trong thời kỳ sinh sản. Còn cái con chim sáo này cũng phải đặt tha gác. Chim cu tha gác thì không nói gì đi, còn con sáo này nó có bạn tình bạn tiếc gì đâu mà nó tha gác đi. Chẳng lẽ nói với con cưỡng hai con ngoại tình ta. Gù dữ à. Gù mái làm tổ xây nguyên tổ viên ương dữ à. Xây mái ấm gia đình nè. Tập nó từ từ các bạn ơi, nó muốn gù rồi đó. Mấy em nãy em tơ.
cặp me mày mỏi miệng quá. Trời đất ơi, chín con nó đeo nó bú nè các bạn ơi. Bú tội con nhỏ không? Chín em. Đây thì thật ra thì cũng con của nó là có 3 con à. Con của cái con gấu xây lưng kia 6 con. Để chung vô và nó cho bú. Nó cho bú nhờ luôn. Làm vú vú nuôi luôn. Giờ thấy 9 con chung cái vậy, con nào vô cũng bị bú đeo. Đeo kiểu này sao mà chịu nổi các bạn. Nó rút teo luôn à. Rút teo sữa hết luôn rồi. Trời ơi, nè đeo bú cái này. Nhăn mặt chưa? Chịu đời sao thấu hả? Ăn uống sao mà lại sữa cho uống kiểu này nổi. Còn con kia nó khôn lắm. Con của nó mà nó bỏ đi, bỏ lăn lóc để đi chơi. Để cho con này cho bú không. Lâu lâu nó ghé thăm vô chút xíu nó chạy mất tiêu rồi. Mấy con này vừa bú bú nó chạy mất tiêu. Còn tội nghiệp con này gọi chạy rồi chịu hết nổi chạy rồi. Quá trời 9 con rồi ra chịu nổi.
chưa chạy nữa, chạy lên đây bị nữa. Trời ơi, thọt cái đầu ra. Le lưỡi luôn à. Bố chịu không nổi, con mẹ le lưỡi. Nuôi nguyên bầy em này nữa là số lượng này là chứ này số lượng hơi đông rồi. Vậy đó cho mấy cái tụi trộm cắp nó không dám vô nữa. Nó vừa leo tường vô gặp mười mấy em này dí ở dưới làm sao mà dám vô hả các bạn. Chuyến này nuôi hết không nha các bạn ơi, không có cho ai con nào hết. Chuyến này nuôi huấn luyện nguyên bầy luôn. Tại Tết nhất mùng 8 mà đẻ 9 con thì nuôi luôn. Mùng 8 mùng 9 đẻ 9 con chó. Theo phong thủy là quá tốt để nuôi luôn, nuôi hết. 8 3 con mùng sao mùng 9 6 con còn mình là 9 con. 2 ngày mùng 8 9 con chó để lại luôn. Nhậu đi. Nhậu không? Nhậu đi. Nhậu không? Đi nè. Đi nhậu. Nhậu đi. Đi nhậu đi. Nhậu. Nhậu ơi. Nhậu đi. La kìa, thấy không? Thấy là lợi la đó anh Trương. Cái gì vậy? Chim. Các bạn thấy hai anh em mặc một không? Nhắn nhắn gì vậy nhậu? Nhậu gì mà nhậu? Nhậu hoài. Nhậu hoài. La đi nhậu. Mày la chồng mày đi, nó kêu nhậu hoài kìa. Thôi nó kêu nhậu đi kìa. La nó đi. Nhậu đi. Nhậu hoài. Nhậu hoài. Nhậu hoài mày ơi. Trời, trời. Quỷ. Chửi thề đấy các bạn thấy không? Nhậu đi. Mày nói cái giống gì vậy mày? Rủ mày nhậu nhậu thôi mày sập sàm rồi. Nhậu đi. Chút xíu là cái con kia la nhậu hoài à. Nhậu hoài. Đó. Nhậu hoài. Nhậu hoài. Mệt. Nhậu hoài. Gấu 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 gấu. Kêu mấy con gấu này xử mày à. Gấu 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 gấu.
Nhồng ơi, nhồng ơi, nhồng ơi, nhồng ơi, cái con kia mày nói coi, mày chửi chồng mày coi, nhậu hoài la nó coi, nhậu hoài. Cuối tháng rồi. Lương thực tới, lương thực tới. La vậy đó, la vậy đó cho mày ăn. Cuối tháng rồi, lương đi. Lương đi, lương đi, cuối tháng. Còn con này nó nhanh, nó ăn nhiệt tình luôn chứ. Ăn sao, ăn nào mà lụm sạch bách không còn miếng nào nó mới nghỉ. Mổ hoài suốt vậy. Nhổ hoài, nhổ hoài, nhổ hoài. Thôi đi. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.